cái con Solid XZ2 này là mình đặt một shop trên Shopee, shop này ở trên khu vực Hải Phòng. Cái đơn vị vận chuyển là đơn vị hàng nhanh. Đây, cái hộp mình nhận được đây, nó đã bị móp méo và có một cái vệt cấn ở đây rất là nguy hiểm này. Không biết máy móc bên trong còn có bị sao không. Giao hàng nhanh thật là tệ. Rõ ràng ghi hàng dễ vỡ rồi mà. Một cái cáp sạc. Theo ban đầu mình nhìn thấy một cái cáp sạc trông khá là xịn. Và có vẻ là khá là dài nữa. Một cái móc ở sau điện thoại cho đỡ chống rơi này. Đây. Wow. Cái shop này họ không cho mình chọn màu đâu bạn. Mình có nhắn tin hỏi thì mình không được chọn màu. Và là giao hàng ngẫu nhiên. Và đây mình nhận thấy là màu này là màu xanh. Xanh gọi là xanh ngọc. Máy khá là nhỏ gọn. Rồi. Sự cái con này trông bản này bản T Mobile. Nói chung là mình sẽ phải soi cái ngoại hình của máy xem chất lượng máy thế nào đã. Để cho mình lấy nét lại, kéo nét. Còn chưa biết chất lượng máy. Nhưng đầu tiên mình nhìn vào cái phần cảm biến ánh sáng tập cận này. Nhìn nó hơi ảo. Rất ảo luôn. Màng loa cũng vậy. Không biết các bạn có nhìn thấy không, nhưng mà màng loa con này nhìn rất là ảo. Mình sẽ lắn qua một chút cái phần hình thức máy xem nó có bị cập kênh hay là móp méo hay không. Đây có một vết cấn này. Thực ra con này mình mua với giá là có 2 triệu, trừ đến 2 triệu 2, hoặc là 2 triệu 2 đi, 2 triệu 1 8 mấy. Hiện tại thì mình cũng chưa thấy có bất cứ dấu hiệu nào là việc là nó bị cấn móp. Thế xem mình soi vào màn hình. Khá là ok, màn hình không có hiện tượng bị gọi là ám ố hay là hiện tại thì mình chưa phát hiện ra một cái vết có một lỗi nào cả. Màn hình vẫn hiển thị rất trong, màn hình không bị ám màu cũng như là không có bị con này rất gọn. Pin họ sạc đầy cho mình 99% rồi. Rồi. Camera đây. Chụp ok. Dùng sang dòng XZ2 sẽ nhỉnh hơn dòng XZP, dòng XZ trước một chút. Nhưng mà vẫn xấu như thường, thì màu sắc nó không được đẹp lắm. Bật thử loa đi, mình sẽ vào YouTube.
Còn XS2 này nó sẽ rất là nhỏ gọn. Đây mình có một con XS Premium nữa. Đây, các bạn có thể thấy là nó gọn hơn về chiều ngang rất là nhiều. Khoảng độ 0,5 cm. Độ dài cũng ngắn hơn một chút. Rồi. Độ sáng màn hình xem mình thử so hai con này. Hai con này có cái tông màu màn hình nó khác hẳn nhau. Tất nhiên là màn của XS2 sẽ có vẻ ổn hơn. Màu sắc ấy, phần màu sắc có vẻ nó sẽ đẹp hơn đấy. Độ led thì không bằng thôi, nhưng mà độ sáng led thì tuyệt vời. Con này mình cầm khá là nhẹ. Vào năm 2018 thì mình cũng có mua một con XS2 màu này, mới nguyên hộp luôn, đập hộp luôn. Nhưng mà thời đó cảm giác cầm nó khá là lặng và trơn. Nhưng mà giờ đến bây giờ năm 2021 mình cầm lại thì nó khá là tuyệt vời. Mình sẽ tìm một bài khá là ổn đấy chứ. Mặc dù cái màng loa ở phía trước thì có vẻ là nó không được sạch sẽ lắm. Mình không biết là tại sao lại như vậy, nhưng mà nghe vẫn rất là trong trẻo, không bị rè. Dùng rung động vẫn hoạt động. Mình sẽ tự test, tự áp suất nhé, xem nó có hoạt động. Mình nghĩ là sẽ không hoạt động đâu. Wow, battery dung lượng pin này vẫn còn 3148, khá là tuyệt vời chứ. Cái sensor đâu rồi? Quái nào sẽ áp suất nó vẫn nhảy, vẫn nhảy tuyệt vời này. Không biết là tại sao nó lại mặc dù mình áp suất vẫn nhảy này, và mình đã kiểm tra qua cái hình thức thì thực sự là nó rất là chắc chắn, nó không có dấu hiệu gì mà máy đã từng bị mở ra cả, rất chắc chắn luôn. Cả mặt trước và mặt sau. Mình sẽ tuyệt vời chứ. Rồi, pin ổn, máy chắc chắn, giá lại rẻ hơn những shop khác rất nhiều. Tội gì thì chả có lý do gì không mua cả. Cái tem của Trung Quốc này, tem rất quen nữa. Màn đẹp không ám ố, màn rất đẹp luôn, máy này rất đẹp. Wow. Con này cầm gọn. Snapdragon 845 và màn hình là Full HD Plus. Cái màn hình Full HD Plus này của Sony thì không phải bàn đâu. Độ nối khối tốt.
độ sáng cao. Và cái phần màu sắc của nó thì không bị ám màu. Mình theo cảm quan mình hiện tại thì không bị ám một màu nào cả, vẫn rất trắng và trong. Chụp vài bức ảnh đi. Loa to. Tuyệt vời chứ. Giá rất rẻ nhé các bạn. Đây cái shop mình mua, mình cho các bạn xem đây. Shop mình mua là cái shop đây, máy tính bảng Hải Phòng. Mình mua con này với giá là 2183 và được hoàn 152.000 xu nữa. Tức là chỉ bảo có đang quanh 2.030.000. Quá rẻ đúng không? Không mất phí vận chuyển. Rồi. Đó. Chất lượng máy này là đảm bảo về giá rẻ. Mình không nghĩ là cái giá rẻ như vậy thì máy chất lượng máy lại tốt như này. Rất chắc chắn. Rồi. Mình sẽ đánh giá qua như vậy thôi sau khi mở hàng, để cho các bạn biết được máy, tình trạng máy mà mình nhận được là như thế nào so với mức giá quá rẻ như vậy. Các bài review thêm thì mình sẽ đánh giá sau. Hiện tại con máy như này là tuyệt vời, rất đáng tiền. Rồi nhé, chào các bạn.